Duyên nợ đặc biệt của học trò ông Park, người có thể thay thế huấn luyện viên Chu Xi. Thầy cũ của Lương Xuân Trường, huấn luyện viên Kim Yo-hun, là một trong những ứng viên nặng ký nhất sẽ thay thế huấn luyện viên Chu Xi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong số những nhà cầm quân đang chạy đua cho ghế nóng, ông Kim Yo-hun được đánh giá cao bởi từng có những tương tác với bóng đá Việt Nam trong quá khứ. Cuối năm 2017, khi U23 Việt Nam đá trận cuối cùng trong nước trước khi lên đường sang Côn Sơn, Trung Quốc để dự vòng bảng giải U23 châu Á 2018, đối thủ của thầy trò ông Park Hang-seo chính là câu lạc bộ Ulsan Hyundai, khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kim Yo-hun. Huấn luyện viên Kim Yo-hun, thứ hai từ trái qua, từng nhiều lần đối đầu U23 Việt Nam khi còn dẫn dắt Ulsan Hyundai trận giao hữu trên sân hàng đẩy khép lại với chiến thắng 3-2 cho Ulsan Hyundai. Khi được hỏi liệu U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ trước U23 Hàn Quốc ở giải châu Á, ông Kim Yo-hun trả lời rằng, trong bóng đá, không có gì là không thể. Đồng thời tin rằng U23 Việt Nam là đội bóng có triển vọng. Thực tế đúng như huấn luyện viên Kim Yo-hun đánh giá, dẫu phát biểu của ông thời điểm đó bị đánh giá là khen. Xã giao U23 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết U23 châu Á, trong khi U23 Hàn Quốc chỉ đứng hạng tư chung cuộc. Sau đó, ông Kim Yo-hun và Ulsan Hyundai lại đến Việt Nam tập huấn, giao hữu vào tháng 1 năm 2019. Ulsan Hyundai lại so tài với U23 Việt Nam. Lần này hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Trước khi dẫn dắt Ulsan Hyundai ở giai đoạn 2016-2020 và vươn tới đỉnh cao với chức vô địch AFC Champions League 2020. Huấn luyện viên Kim Yo-hun có giai đoạn ngắn dẫn dắt câu lạc bộ Incheon United 2015-2016. Cũng tại đây, Lương Xuân Trường đã trở thành học trò của ông Kim Yo-hun trong 6 tháng đầu năm 2016. Tuy nhiên khi ông Kim Yo-hun tại vị, Xuân Trường hầu như không có cơ hội thi đấu. Tiền vệ sinh năm 1995 tập với đội B. Sau đó khi huấn luyện viên Kim Yo-hun bị sa thải với thành tích yếu kém để nhường chỗ cho trợ lý Lee Ki-hyun, Xuân Trường mới có cơ hội với 6 trận ra sân. Huấn luyện viên Kim Yo-hun và Xuân Trường khi còn ở Incheon United, mùa giải 2016, thời gian đầu ở Incheon United, hầu như tôi không được sử dụng mà chỉ tập ở đội hình B. Đó là nhóm những cầu thủ ít nằm trong danh sách đăng ký. Phải đến giai đoạn cuối của mùa giải khi trợ lý Lee Ki-hyun lên thay. Ông đã sử dụng tôi nhiều hơn bởi vì tôi đáp ứng được chiến thuật, Xuân Trường nhớ lại. Song, điểm tích cực là tại Incheon United. Trong thời gian ông Kim Yo-hun còn huấn luyện, Xuân Trường đã được hỗ trợ để chữa trị dứt điểm chứng rối loạn nhịp tim. Soi profile hai ứng viên người Hàn Quốc có thể thay thế ông Chu Xi ở đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik. Gương mặt thú vị, huấn luyện viên Kim Sang-sik là ứng viên nặng ký khác cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia sinh năm 1976 có 3 mùa giải, 2021-2023, huấn luyện The Aeon Brugger Hyundai Motors, đội bóng giàu truyền thống nhất K-League. Ông giúp The Aeon Brugger vô địch K-League 2021 và Cúp FA Hàn Quốc 2022, giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất năm ở mùa giải 2021. Năm 2022, huấn luyện viên Kim Sang-sik từng cùng The Aeon Brugger sang Việt Nam để dự vòng bảng AFC Champions League. Đội The Aeon Brugger của ông Kim nằm cùng bảng với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, Yokohama F. Marino và Sydney Fan Club. Trong thời gian thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Kim đã dành cho bóng đá Việt Nam những lời có cánh. Huấn luyện viên Kim Sang-sik trong cuộc họp báo trước thềm AFC Champions League 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh, hai thầy Hàn đều rất giỏi, thể hình của cầu thủ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung không bằng Hàn Quốc. Nhưng điều này có thể cải thiện trong thời gian tới. Chúng tôi từng chạm trán các câu lạc bộ Việt Nam và chưa bao giờ dễ dàng. Xuân Trường từng chơi ở K-League và sẽ mang đến khó khăn cho The Aeon Brugger. Hoàng Anh Gia Lai đã cải thiện nhiều trong thời gian qua. Các cầu thủ Việt Nam có tiềm năng chơi ở K-League trong tương lai. Ông Kim Sang-sik chia sẻ hồi tháng 4 năm 2022. Huấn luyện viên Kim Sang-sik còn có mối duyên nợ, bất ngờ nữa với hai huấn luyện viên trưởng gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Đó là Philip Chu Xi và Park Hang-seo.
Tháng 12 năm 2000, khi Hàn Quốc chạm trán Nhật Bản ở trận giao hữu trong khuôn khổ Kirin Challenge Cup. Đội tuyển Hàn Quốc khi ấy được tạm quyền bởi ông Park Hang-seo, còn Nhật Bản được huấn luyện bởi ông Chu Si. Hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Trong trận đấu mà Hàn Quốc được ngợi khen bởi đã cầm chân đương kim vô địch ASEAN Cup 2000. Nhưng ít người biết, Hàn Quốc của ông Park đã suýt thua trận đấu ấy do phải nhận tấm thẻ đỏ của cầu thủ Kim Sang-sik ở phút 26. Học trò thầy Park mắc sai lầm, nhưng rất may, Hàn Quốc vẫn ra về với một điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.